Sau cơn mưa lớn, khu vực kênh Đa Cô, Đà Nẵng và một số hồ lân cận nằm trên địa bàn quận Liên Chiểu đã xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt. Công ty thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng cho biết từ hôm qua 13 tháng 9, ngay sau khi phát hiện, công ty đã tiến hành thu gom, vớt cá và xử lý môi trường tại các hồ. Cá chết phần lớn là rô phi, mỗi con có trọng lượng khoảng từ 0,3 đến 0,5 kg. Đến hết ngày hôm nay, công ty đã thu gom xử lý hơn 10 tấn cá chết. Hiện vẫn còn tình trạng cá chết rải rác, đơn vị tiếp tục khẩn trương xử lý để giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Theo công ty thoát nước và xử lý nước thải thành phố Đà Nẵng, tình trạng cá chết có thể kéo dài trong vòng một tuần. Nguyên nhân ban đầu được nhận định là do mưa lớn trong vài ngày gần đây khiến lượng nước thải tràn từ kênh Đa Cô ra hồ Hòa Phú, môi trường tự nhiên trong hồ thay đổi, oxy giảm đột ngột làm cá rô phi chết. Sau khi vớt sạch cá dưới hồ, công nhân sẽ phun khoáng hóa để xử lý nước đảm bảo vệ sinh môi trường nước.